Sau đây cho em xin giới thiệu hai bộ điều khiển nét ARGB 8GHz 811, 8GHz 812. Thì hai bộ điều khiển này nó đều có cảm biến âm thanh để nháy trong nhà, nháy đuổi trong nhà bằng cái nút này hoặc cái nút này. Và nó giống và khác nhau, nó chỉ khác nhau ở cái app thôi, còn nó giống hầu như giống nhau hết app này. App chức năng, hai app này chức năng thì nó giao diện nó khác. Còn có thể cài pixel nhé. Ví dụ em lưu ý là cái ví dụ cuộn nét 5m này mà nó chỉ sáng 2m thôi, cắm vào nó chỉ sáng 2m thôi thì mình cài pixel nó lên chứ không phải nó hỏng. Mình cài pixel lên. Mình cài ví dụ như là mắc cơ đa, mình cài mắc lên thì nó sẽ sáng hết cuộn. Bên này cũng thế, bên này cũng cài được pixel này. Đây, thông tin nhất này. Thông tin thiết bị này. Xong mình cài pixel lên. Đấy, cài đặt giải nhất đây. Cài nó lên thì nó sẽ sáng full cuộn. Còn hai con này thì nó đều dùng sử dụng tiếng này. Đấy, cảm biến âm thanh. Các cái chế độ